Thông tin từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, trong tuần từ ngày 26 tháng 1 đến 2 tháng 2, lưu lượng xả nước từ thủy điện thượng nguồn sông Mekong xuống hạ lưu dao động phổ biến từ 650 đến 904 mét khối một giây, thấp gần phân nửa so với lưu lượng xả lúc bình thường. Dòng chảy mùa khô về đồng bằng sông Cửu Long lại phụ thuộc khá lớn vào việc vận hành thủy điện ở thượng nguồn. Thực tế thì mặn xâm nhập đến sớm vào tháng 12 năm ngoái và tiếp tục tăng cao trong tháng 2 này. Vùng giữa đồng bằng sông Cửu Long bao gồm phần đất thuộc thành phố Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và vùng được kiểm soát mặn ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre. Các vùng ven sông Tiền, sông Hậu trong tháng 2 này, nước mặn với nồng độ 4 gram trên lít có thể xâm nhập sâu 45-60 cây số. Trường hợp nếu thượng lưu vận hành xả nước bất thường có thể làm mặn vào sâu 50-65 cây số, làm ảnh hưởng đến việc lấy nước của các cống lấy nước. Dùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long bao gồm ven biển các tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang có thể bị ảnh hưởng đến sản xuất cả mặn và ngọt. Mặn bất thường, hạn hán thiếu nước có thể xảy ra ở các vùng chưa hoàn chỉnh hệ thống kiểm soát mặn. Tháng 2 năm nay, mặn vào sâu 45-60 cây số và từ tháng 3, mặn gia tăng chủ yếu ở khu vực sông Dàm Cỏ, có thể xâm nhập 65-70 cây số. Từ dự báo nguồn nước này, tiềm năng nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm nay có thuận lợi so với mùa khô 2015-2016 và 2019-2020. Tuy nhiên, do sự phụ thuộc vào vận hành thủy điện trên lưu vực, nguồn nước cho sản xuất ở mùa khô năm nay được dự báo ở mức tương tự như mùa khô 2020-2021. Cho nên các tỉnh cần chủ động xây dựng các giải pháp phòng chống hạn mặn phù hợp với điều kiện của vùng. Thông tin nhanh từ ngành chức năng tại huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh, nơi thường chịu ảnh hưởng mặn xâm nhập hàng năm, thì nồng độ mặn đo được cao nhất trong 2 ngày qua là 0,3 phần ngàn. Từ đầu năm đến nay, nồng độ mặn chưa vượt mức này nên vẫn đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ cho người dân sản xuất, sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản. Trước những vùng lúa ngoài đê bao ngăn mặn của huyện Long Mỹ, năm nay người dân chủ động xuống giống lúa đông xuân sớm hơn mọi năm khoảng 15 ngày, nên hiện một số nơi nông dân bắt đầu thu hoạch. Những diện tích còn lại lúa cũng trổ chín nên sẽ không ảnh hưởng do nước mặn.